Phần cuối bản tin là một thông tin rất thú vị. Các nhà khoa học đã thu thập và phục hồi thành công các phân tử RNA từ mẫu vật của một con hổ Tasmania sống từ hơn một thế kỷ trước. Đây là một loài được cho là đã tuyệt chủng từ năm 1936. Mẫu được thu thập bảo quản trong Bảo tàng lịch sử tự nhiên của Thụy Điển. Đây là lần đầu tiên trên thế giới các nhà khoa học đã phục hồi được RNA từ một loài đã tuyệt chủng. Hổ Tasmania là loài thú có túi, ăn thịt, sống ở Tasmania nhưng đã bị săn bắt dẫn đến tuyệt chủng. Mẫu vật sống cuối cùng được biết đến là vào năm 1936. Việc phục hồi thành công RNA sẽ mở ra hướng nghiên cứu đối với nhiều loại mẫu vật khác của các loài động vật vốn đã tuyệt chủng.